Xin chào các bạn. Mình thì xài đồng hồ Michael Kors khá là nhiều các bạn ha. Nhưng mà có lẽ đây là clip đầu tiên mình làm về cái sản phẩm của Michael Kors mình giới thiệu đến các bạn. Đây, một cái set đồng hồ rất là đẹp, rất là thanh lịch của Michael Kors các bạn ha. Mình sẽ mở ra thì chúng ta cũng sẽ có cái sách hướng dẫn của Michael Kors các bạn nhé. Cái hộp. Rồi, và đây, đây là nhân vật chính của chúng ta các bạn ha. Chúng ta sẽ có hai cái dây da mà hãng tặng kèm, một dây màu nâu đó các bạn. Đây. Sẽ đây ha. Một cái dây màu nâu đây các bạn ha, dây chính hãng ha, một cái dây màu đen đây, đây các bạn ha. Và cái đồng hồ của chúng ta là cái dây mép kim loại các bạn ha. Đó, và đây là cái model của nó các bạn, MK8736 ha. Đó, giá là 275 đô. Một thiết kế rất là, gọi là sao ta, rất là vintage các bạn, rất giống các mẫu đồng hồ của DVK các bạn ha. Nó chỉ có 3 kim, cái kim dây thì phần cuối nó có cái logo của Michael Kors các bạn ha. Đó, chữ M cách điệu, các cọc số thì được thể hiện một cọc vạch, cái vạch đơn giản thôi ha. Và ở ô 3 giờ thì có cái ngày đó, sao lại cũng khá là lớn các bạn. Michael Kors thì làm thường là làm size to ha. Và đây sẽ đo thử size 43 các bạn ha, 43, và cái núm là 45, tính ra cũng hơi to đó các bạn. Đó, dây mét rất là đẹp ha. Chúng ta sẽ có một cái độ chống nước là 5 ATM các bạn nhé, máy MK8736 ha, san siêu. Cái này là chốt thông minh các bạn, nó các bạn chỉ cần gạt qua là các bạn có thể thay dây được rồi, rất là dễ ha. Đó. Đó, rất là dễ trong vấn đề thay dây ha. Cái chốt thông minh này chúng ta có thể chủ động thay dây các bạn, không phải ra ngoài tiệm nhờ người ta thay cái dây da chúng ta ha. Và tùy vào cái môi trường chúng ta tới, chúng ta có thể thay cái loại dây phù hợp ha. Mình làm bằng một tay với đang quay phim á, nó cũng đang hơi khó vào các bạn. Đây, mình sẽ đánh lại ha. Đấy, các bạn chờ mình xíu nha. Rồi, đó đúng khớp là nó vào rồi các bạn. Rồi, và khi lên tay nó sẽ như vậy. Đeo rất là đơn giản ha. Đó. 43. Cũng tương đối to các bạn ạ. Tay bạn nào hơi to chút xíu thì đeo sẽ đẹp hơn. Đó. Rất đẹp. Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở phần miêu tả, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.